Chiều ngày 3 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024, dự tại điểm cầu của tỉnh có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp. Năm 2023, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng và là trụ đỡ của nền kinh tế. Tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp đạt 3,83%, cao nhất trong những năm gần đây, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng hơn 5% của nền kinh tế, thẳng dư thương mại cao nhất từ trước tới nay, với hơn 12 tỷ đô la Mỹ, tăng 43,7%. Đến hết năm 2023, cả nước có khoảng 6.300 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có hơn 11.000 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên của trên 5.700 chủ thể, có gần 20.500 hợp tác xã nông nghiệp và hơn 19.000 trang trại. Tuy nhiên, các quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được ban hành đúng kế hoạch. Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản mới gần đạt chỉ tiêu chính phủ giao. Các hình thức tổ chức và liên kết sản xuất hiệu quả chưa thật sự ổn định. Hạ tầng nông nghiệp nông thôn còn những bất cập so với yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Trong năm 2024, ngành nông nghiệp phấn đấu nâng tốc độ tăng trưởng GDP đạt từ 3 đến 3,5%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt từ 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80%, có 290 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm chiếm 82%. Song song tập trung chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp từ phát triển đơn ngành sang hợp tác phát triển đa ngành thúc đẩy tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông lâm thủy sản và chuyển từ chuỗi cung ứng nông sản sang phát triển các chuỗi ngành hàng